Tôi xin chào mọi người, bên cạnh mình đây là dòng loa Boss S2. Bên cạnh của nó, đây là phiên bản đã được mở màn lưới ra. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng test bass đó nhé. Bắt đầu. Đây là nhạc tiếng Anh, bây giờ mình sẽ mở nhạc nhẹ thôi. Nhạc không lời mà mình hay test. Nhạc nhẹ nhàng, không lời, Kenny G. Thử nhé. Vé tàu đây đó, điện máy lớn nhỏ. Tại ngay ứng dụng sen đỏ. Sau khi test, mình sẽ test micro cho mình nha. Bất ngờ quá. Vừa vô cái nó quán tay luôn rồi. Bất ngờ quá. Không có bị rung đó mọi người. Còn ở đây là cái bát của nó mọi người nè. Ở trong đây thì như là không biết là giấy hay cao su, nhưng mà ở đây là cao su mọi người nè. Đó, cái độ nhúng của nó. Hai đây là hai cái lo chép. Đấy, hai lo chép, và ở sau đây á mọi người là một hai chiếc màng cộng hưởng. Ở đây là bằng cao su mọi người nhé. Hai chiếc màng cộng hưởng bằng cao su như thế này. Rồi, ở đây cũng có cái mút êm. Đó. Và ở dòng loa này mình thấy nó được một sự tỉ mỉ khi người ta, cái này mình nghĩ cũng rất là khó mọi người nè. Làm cái này nó cũng khó hơn. Tại vì cái này nó có sự bo tròn. Còn những cái lo mà nó đóng vuông thì nó sẽ dễ hơn. Cái này làm bo tròn thì cần cái công sức hơn mọi người nè. Ở đây thì có hai cái khứa này, hai cái khứa này hai bên, ở dưới cũng vậy. Nên là mình gỡ dòng loa này ra cực kỳ cực luôn á mọi người. Mình gỡ cái màn lưới này ra rất là khó luôn. Đây. Đấy, còn bên cạnh đây là bo mạch của nó mọi người nè. Bo mạch. Rồi. Lúc là mình phải mở bo mạch ra rồi mình mới lấy được. Bên trong đây, còn đây là cái pin của nó mọi người nè. Pin của nó đây. Đó, thì nó sẽ có cái này mình nghĩ chắc khoảng 8 cục pin đó, nó đâm xuống đây này. Rồi. Đây là bo mạch của micro mọi người nè. Đấy.
đó. Nãy giờ mọi người nghe nhạc, mọi người chịu khó nha, nếu mà chúng ta quan tâm dùng loa này, mọi người hãy đeo tai nghe vào chúng ta cảm nhận. Vì khi mà đánh ở những khi mình mở nhỏ mà mở bass lớn đánh rất là sâu, cái tiếng bass nó rất là sâu đó mọi người. Rồi tiếng chét cũng nhẹ nhàng. Đây là một dòng loa tầm giá trên 4 triệu chút nhưng mà rất nhỏ gọn. Video trước mình hơi chê cái dòng mic của dòng loa này luôn, nhưng mà ngày hôm nay mình đã thử một phương pháp mới ở dòng mic này, thì mình sẽ ca thử mọi người nghe thử nhé. Và video sau thì mình sẽ nói làm sao cái mic này nó được như vậy, người thử nghe thử nha. Đây mic này thì mình đã có sự thay đổi, 1 2 3 4 5 6 7. Mọi người xem cái bass nó rung như thế nào thử nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6 6 7. Lù 1 2. Rồi sau rồi nhé. Lù sau thì không có đánh gì, trước thì rung nhiều hơn. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, mình sẽ thử ca cho mọi người một bài này nhé. Mọi người có nghe thấy bữa nay tiếng mic rung nó mượt hơn không nhiều không ạ? Alo, 1 2 3 4. Thử nha. Một bài tạm dừng yêu của ca sĩ Khang Việt nha. Tạm dừng yêu. Tạm dừng yêu đây. Mọi người nghe thử cảm nhận nhé. Alo, 1 2 3 4. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Alo, vang nè. Alo, 1 2. Ít vang lại. Từ bao lâu rồi anh chẳng nhận lời yêu anh mãi nữa, chẳng quan tâm, chẳng mong nhớ âm thầm. Sợ lắm muôn ngày nhưng lớn đâu này mình anh giữ lấy, giống như qua thời gian em xa anh. Vì anh đã từng nghĩ rằng mình và ta sẽ yêu luôn tròn đến mai sau, thế nhưng ai ngờ được đâu trên mình nặng những vô sầu. Một người luôn cố gắng, một người cứ đứng ngờ. Tình yêu ta đã bị giữ một đời vì cớ sao đây phải chăng hai chúng ta tìm được nhưng chưa đúng người. Mình yêu đành vậy thôi, hãy nghĩ thế ta dừng vì không muốn ta như người giữ. Dừng lại để xem ai là người sẽ sống như ai. Đây, cảm ơn bác sĩ Khang Việt nha. Và mình sẽ thử tí xì của mọi nghe thử nha. Sáu. Mọi nghe thử tiếng xì. Sáu. 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 Một. Hai. Sáu. Bảy. Sáu. Sáu. Ok. Nếu ai hiểu về âm thanh thì cái này mọi người chắc hiểu đó. Ok. Mọi người muốn xem video review chi tiết về dòng loa này hãy nhấn vào phần mô tả bên dưới nha. Mình sẽ để cái link bên dưới. Mọi người muốn test dòng loa này trực tiếp có thể đến địa chỉ số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mọi người yêu quý hãy nhấn nút đăng ký kênh để có nhận những video nhất. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và xin chào và hẹn gặp lại.